Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Phước Tỉnh phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Long Điền tổ chức buổi diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tình huống giả định là đám cháy bất ngờ xảy ra tại một nhà dân do sự cố chập điện. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã điện thoại cho công an xã báo cháy và sử dụng bình chữa cháy phun vào đám cháy. Theo tình huống giả định trong diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhận được tin báo cháy, Công an xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền nhanh chóng thông báo cho đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện, đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ, tiến hành sơ tán người ra khỏi căn nhà bị cháy, cách ly để ngọn lửa không lây lan ra xung quanh. Tuy nhiên, do lực lượng và phương tiện chữa cháy còn hạn chế nên thời gian cháy kéo dài, từ một đám cháy nhỏ đã nhanh chóng phát triển và có nguy cơ cháy lan sang các hộ dân xung quanh, tạo thành đám cháy lớn. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Long Điền điều động thêm xe chữa cháy, nhân lực triển khai các đội hình dập tắt đám cháy. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Buổi diễn tập đã diễn ra theo kế hoạch, đảm bảo an toàn và hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, rèn luyện kỹ thuật, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy cho người dân và lực lượng chức năng.